hôm nay chúng ta có một buổi đi chơi ở Đại Nam City. Tôi sẽ đi ở đi sang đây khám phá Đại Nam coi gì vui. Chơi gì? Lấy chồng biển á, tàu stop rồi đó. Chơi chơi, nhớ em chơi. Ai team em à? Em với Hòa, với Cam một team hả? Mèo mập, với cả Cam một team. Ăn được. Ăn được. Trẻ quá. Nghe làm tiền lộn vậy. Đang có tiền thì còn một game muốn nhiều nữa. Anh thôi trả tiền vé các thứ đi nè. Vé cũng mới cả triệu. Đó, tính triệu cho chồng. Ờ, thêm mỗi game 1 triệu. Tí làm danh tiền với em là bị suy đình. Nếu mà bị suy đình không anh? Tao hả? Nếu mà bị mập. Nếu mà bị mập. Đây là trò đầu tiên đúng không? Đúng rồi. Tấm 3 trò chị con này. Rồi em sẽ thua thôi. Thua chắc chắn là do đồng đội anh. Ai nó hạt to. Chơi không? Chơi không? Chơi. Mới đầu đầu còn sức mà. Chơi đấy. Ừ. 1 triệu đó bạn. Ừ. Cầm đu về. Nói một câu để cho đội bên kia. Thì cái câu đấy sẽ là thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo lại leo lên. Wow. Chị ông nghe quặng rồi đó. Nhà hàng bà Hương bằng đường. Còn đợi nha. Anh Khang không thể nào nhớ được câu của em. Yeah. Rồi đọc đi, đọc câu đi. Khang và Huyền là người cùng làng. Khang là mối bạn. Ở nhà bà Hương đâu được. Thôi em mới lên. Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Lọc lừa thẳng thắn leo lại leo lên. Câu về khó lắm. À, được không? Được. Được. Dễ, câu của bọn nó dễ mà. Rồi nào, đấm thanh nào. 2, 3. Thằng Ba Huyền là người cùng làng. Thằng Ba Huyền ngồi ba ở nhà Ba Huyền. Thằng Ba Huyền là người cùng làng. Anh từng ngu ngốc, bao vì người ấy cũng không sao. 1 triệu bạn ơi, 1 triệu bạn ơi. X2 lên. Chắc nha. X2 lên. Gấp đôi lên. Ok. Chắc. Hoài sao? Đủ xe lên. Nha. X2 nếu mà thua là vòng 1, vòng 2 thua 3 triệu đó ba. Lo mà chạy. Chúc anh em ăn được tiền của bọn tôi. Nhưng mà đấy chỉ là lời chúc thôi. Chứ anh em làm được đâu. Em chưa chơi trò này bao giờ. Mà mọi người chơi được rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mọi người sẽ có cơ hội thắng lớn hơn. Thì bây giờ em sẽ kèm anh Khang. Em sẽ kiểm hiện, em chỉ đi em phải anh Khang. Ra đây làm gì mà mập? Đi ra. Cúp. Còn lại anh với cả thằng trai phải hạ gục hai người kia xong mới đích. Thế là mình thắng. Ok. Chị nhỏ. Chơi. Nói chung là tụi mình sẽ chặn nhóm kia lại và không cho nó vượt lên nha các bạn.
xe mình bị lỗi rồi. Bây giờ đạp ga nó không được đi luôn. Xe mình bị tuột sên mọi người ơi. Tuột sên rồi. Anh chạy anh bất chấp luôn á. Chạy bất chấp là thua chỗ đó. Ông Khang ông mới vừa một tay ông mới chạy một tay ông cầm camera là ông đi thua rồi. Các tụi ép ông đâm vào trong tường là ông thua rồi. Có chứng thật đâu ông vậy? Đúng kiểu tàng hình luôn đó kiểu. Mỗi cái việc dí cho bé mập cũng làm được. Sao các bạn ơi, chơi được không các bạn ơi? Tôi chạy đường nó lên. Chơi đúng không? Chắc chưa? Chắc chưa? Trời ơi mày. Chứ giờ tiền đâu mà chung máy nhập đắp đôi nữa lỡ ăn sao? Rồi ok, chơi đi. Trời đi. Cho miếng nước cay. Đó. Mấy ông nhà mình uống nước lọc không mà ra thua. Đúng. Nhìn mặt ẻo lạ muốn chết. Mình đã ngu tính toán rồi. Đi lên đấy thì còn phải tính ra đáp án. Thế nào trời? Rồi đứng lại đây, ta sẽ cho mày dạy số bộ team tao. Thật sự thì mấy cái trò tính toán này đối với tôi 7 triệu. Thôi không nên sủa trước, sủa trước khi chơi sẽ thua. Ơi ngồi trên đó phá một bài đừng có cho nó tính nha. Ừ, đã lên bài rồi. Có chiến thuật cơ. 2 cộng 6 nhân 3 chia 2 cộng 158. 6 nhân 3 18. 18 chia 2 thì 2 là 169. Nhớ chưa? Rồi đi. Sao bạn? Bên bạn ra kết quả cho bên bạn. Mày đọc trước đi. Trời luôn. Đọc trước đi. Đọc cùng lúc nha, đọc cùng lúc nha. Ok. 3 2 1 8. Thế game này hòa rồi. Hòa chơi chắc. Gì nữa? 168 nha. Mày đọc cái gì? Sao? 168 mà. Anh hòa. Thua rồi nha bạn ơi. Tao bảo 469 mà. Để tao nghe 168. 169. Nhớ chưa? Ôi. Tao không biết gì nữa, tao không biết gì nữa. Thôi nha. Thanh toán mày ơi. Tiền mày ơi. Này, mày ơi. Chơi tiếp đi, mới chơi có 3 trò mà. Thôi. Thương anh. Mới chơi có 3 trò mà mệt gì. Anh hết sức luôn rồi. Là chưa từng chơi. Nay mày sung thế. Mệt còn chết đi cả ngày mà. Ồ sao hôm nay mình sung thế nhỉ? Hay là do hôm nay uống nét cà phê ta? Thức uống năng lượng cà phê có ga nét cà phê express soda là sáng giờ mọi người uống nét cà phê hả? Ừ, sáng giờ mà cũng dễ uống á, kiểu vị nó
nhẹ nhẹ nhẹ, nói chung là con gái uống được. Uống mấy này anh em uống thử đấy, anh em uống thử đấy, đấy. Ê, uống với lì đá ngon lắm á. Uống vào nó tỉnh ha. Nói mày đưa tao sớm là mình đâu có thua 7 triệu đâu. Thôi mày im đi, uống này kiểu tỉnh táo á, đúng không? Ừ. Cái kiểu tỉnh táo mà không buồn ngủ, hơi mệt mỏi gì luôn á. Gấp đôi tiền phạt thì chúng mình sợ, nhưng mà gấp đôi tỉnh táo thì biết đâu mình lại lật ngược lại được cái cơ. Uống đi xong chơi tiếp, uống. Yo yo yo, yo yo anh em, yo. Gấp đôi tỉnh táo rồi, đi phục thù thôi. Đi. Mắt chị gấp đôi tỉnh táo. Gấp đôi cà phê in này. Uống vô. Vô. Biết đâu gấp đôi mi sao.